Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Nguyễn Trân. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng sáo tam phân hỗ trợ tiêu diệt 5 dòng ung thư. Sáo tam phân là một loại thảo dược quý thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh. Đáng chú ý, thảo dược mang lại hiệu quả cao trong hỗ trợ tiêu diệt 5 dòng ung thư. Vậy cách dùng sáo tam phân hỗ trợ tiêu diệt 5 dòng ung thư ra sao cho hiệu quả nhất? Sau đây thân mời các bạn cùng theo dõi video. Sáo tam phân hỗ trợ tiêu diệt 5 dòng ung thư. Sáo tam phân có tên khoa học là Baraminia trimera obligulaum, cây thuộc họ cam. Các nhà khoa học nghiên cứu trong sáo tam phân có nhiều thành phần dược chất có lợi cho sức khỏe như flavonoid, alkaloid, saponin, triterpenoid, coumarin, v.v. Cây đã được phát hiện từ năm 2012 tới nay với nhiều công dụng tuyệt vời, trong đó không thể không nhắc đến công dụng ngăn ngừa và tiêu diệt 5 dòng ung thư. Vào tháng 6 năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa cùng với Bộ Y tế đã công nhận sáo tam phân có khả năng gây ức chế 5 dòng ung thư gan HepG2, ung thư cổ tử cung HELLA, ung thư đại tràng HTC116, ung thư buồng trứng OSCA8, ung thư MDA, MB, ung thư vú 231. Trong đó, cây thuốc có tác dụng mạnh nhất đối với ung thư gan và ung thư cổ tử cung. Công bố của Bộ Y tế đã tạo điều kiện quan trọng giúp người bệnh yên tâm sử dụng sáo tam phân trong quá trình hỗ trợ tiêu diệt 5 dòng ung thư ác tính. Cách dùng sáo tam phân hỗ trợ tiêu diệt 5 dòng ung thư. Sáo tam phân sau khi thu hái hoặc mua về, các bạn đem rửa sạch, thái lát mỏng rồi đem đi phơi khô. Để thuận tiện thì các bạn có thể tìm mua sáo tam phân đã được thái lát mỏng và phơi khô, giúp tiết kiệm được thời gian sơ chế. Cây thuốc sau khi rửa sạch sẽ được cho vào siêu đất, đổ thêm 2 lít nước sắt nhỏ lửa, đến khi nước sắt còn 1 lít thì có thể sử dụng được. Đối với cách sát sáo tam phân lần thứ hai, các bạn cho vào cùng với 1,5 lít nước, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sắt còn 500ml lít là được. Tốt nhất các bạn nên uống nước sắt khi còn ấm, phần còn lại các bạn để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh sử dụng hết trong ngày. Chia nước sắt sáo tam phân làm 3 lần và uống hết trong ngày. Kiên trì sử dụng mỗi ngày, bệnh tình sẽ nhanh chóng được thuyên giảm. Sau thời gian 3 tháng sử dụng, bệnh nhân nên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, giúp sớm biết được tình trạng chuyển biến tích cực hay không. Ngoài cách dùng độc vị sáo tam phân thì bệnh nhân có thể kết hợp cùng một số loại thảo dược khác để tăng hiệu quả tiêu diệt 5 dòng ung thư. Một số thảo dược các bạn có thể tham khảo sử dụng đó là cây an xoa, nấm liêm xanh và tam thất bắc. Tất cả các nguyên liệu kết hợp chung đem rửa sạch cho vào ấm sắt với 2 lít nước sạch. Khi nước cạn còn 1 lít thì có thể sử dụng được. Trước khi hỗ trợ điều trị bệnh, tốt nhất bệnh nhân cần tham khám ý kiến thầy thuốc để được hướng dẫn chi tiết và cụ thể hơn. Hiện nay để mua được rễ sáo tam phân có nguồn gốc Khánh Hòa, các bạn có thể đến tại công ty Thảo Dược Nguyễn Trần, địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0906 852 188. Cuối cùng, các bạn có thể để lại thông tin thắc mắc kèm theo số điện thoại bên dưới video này, chúng tôi sẽ liên hệ và trả lời trực tiếp cho các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.